phải biết sửa ta. Nếu mà không biết thì tra Google. Á hi hi, xin chào xin chào. Như đã hứa từ ngày hôm trước thì hôm nay chị Kính đã mang ngay đến cho các bạn những câu đố vui về các dân tộc lịch sử, vừa học vừa chơi, giúp các bạn giải trí sau những giờ học, lại có thể ôn luyện kiến thức, hiểu thêm về lịch sử dân tộc. Bạn đã sẵn sàng chưa nào? Nhấn like video để bắt đầu nhé! Câu 1. Ai là người đặt tên cho nước ta là Việt Nam? Ngày 17 tháng 2 năm 1804, vua Gia Long chính thức đổi quốc hiệu nước ta từ An Nam thành Việt Nam. Sự kiện vua Gia Long công bố đổi quốc hiệu Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng lúc bấy giờ, thể hiện ý chí, sức mạnh muôn đời của cộng đồng cư dân Việt Nam trên dải đất phương Nam, cũng là một sự khiêm nhường, đúng mực, biết người biết ta trong quan hệ bang giao với nhà Thanh và các nước khác. Câu 2. Nước ta đã từng có tên là Đại Ngu hay là Đại Ngốc? Quốc hiệu Đại Việt được đổi thành Đại Ngu vào tháng 3 năm 1400. Chữ Ngu trong quốc hiệu Đại Ngu có ý nghĩa là sự yên vui, hòa bình, chứ không phải là ngu ngốc. Đại Ngu có thể hiểu là ước vọng về sự bình yên rộng lớn trên khắp Giang Sơn. Câu 3. Thế bạn có biết ai đã đặt tên cho nước ta là Đại Ngu không? Hồ Quý Ly chiếm ngôi nhà Trần và đổi tên nước ta thành Đại Ngu, và ông chính là vị vua đầu tiên của nhà nước Đại Ngu trong lịch sử Việt Nam. Thế nhưng giữ ngôi vị đế vương chưa được một năm thì ông đã trao ngôi cho con trai và lui về làm Thái Thượng Hoàng. Đến năm 1407, sau 7 năm, nhà Hồ chính thức thất bại trước quân Minh và hai cha con Hồ Quý Ly bị giải về Trung Quốc. Câu 4. Đố bạn, vị vua đầu tiên của nhà Trần là Trần Nhân Tông hay là Trần Thái Tông? Khi được nhường ngôi, Trần Thái Tông trở thành vị vua đầu tiên của nhà Trần khi mới chỉ có 7 tuổi, ở ngôi tới 32 năm và làm Thái Thượng Hoàng 19 năm. Thế nhưng, ông vẫn chưa phải là vị vua trị vì lâu nhất Việt Nam. Mà người trị vì lâu nhất phải là vua Lý Nhân Tông hay là vua Lý Thánh Tông bạn nhỉ? Trị vì lâu nhất trong lịch sử Việt Nam chính là Đức vua Lý Nhân Tông. Tổng thời gian trị vì của ông là 56 năm. Ông chính là người mở khoa thi đầu tiên của nước ta vào năm 1072 và là người xây dựng nên Quốc Tử Giám vào năm 1076. Dù trị vì nhiều năm và có nhiều thế thiếp, nhưng Lý Nhân Tông lại không có con trai nối dõi, vậy nên ông đã chuyển ngôi cho cháu mình là Lý Dương Hóa, sau lấy hiệu là Lý Thần Tông. Câu 6. Thế còn người trị vì ngắn nhất là ai? Trần Nghệ Tông hay là Lê Trung Tông? Lê Trung Tông làm vua trong bối cảnh đất nước vừa trải qua nạn tranh giành ngôi vương của các hoàng tử. Sau khi lên ngôi được 3 ngày, bị em cùng mẹ khác cha là Lê Long Đĩnh hãm hại, hưởng thọ 22 tuổi. Câu 7. Các bạn có nhận ra hai vị vua Trần Thái Tông và Lý Nhân Tông chúng ta vừa tìm hiểu đều lên ngôi từ năm 7 tuổi, nhưng vẫn chưa phải là những vị vua lên ngôi trẻ tuổi nhất đâu. Mà người lên ngôi trẻ tuổi nhất là từ khi bao nhiêu tuổi nhỉ? Một tuổi, u là trời, một tuổi mà đã lên ngôi vua rồi ư? Đúng là như vậy, các bạn không nghe nhầm đâu. Nhưng mà đố bạn biết, vị vua đó là ai? Lý Thường Kiệt hay là Lê Nhân Tông? Người lên ngôi từ khi mới chỉ một tuổi chính là vua Lê Nhân Tông, vị vua thứ ba của nhà Hậu Lê. Lúc này, Hoàng Thái Hậu Tuyên Tử đã buông rèm nhiếp chính, cho đến khi ông được 10 tuổi. Từ khi còn nhỏ, vua Lê Nhân Tông đã bộc lộ con người sáng suốt, nhân từ. Tuy nhiên, ông mất sớm vào năm 1459 do bị Lê Nghi Dân ám sát. Câu 9. Thế vị vua nào lên ngôi già nhất bạn nhỉ? Trần Nghệ Tông hay là Lê Thánh Tông?
Nghệ Tông là vị vua lên ngôi già nhất. Ông lên ngôi khi đã 50 tuổi và chỉ giữ ngôi vị trong vòng 2 năm, sau đó lui về làm Thái Thượng Hoàng suốt 20 năm. Câu 10. Trong suốt thời kỳ phong kiến Việt Nam, có nhà vua nào là nữ hay không? Câu trả lời chính xác nhất là có. Việt Nam đã từng có duy nhất một vị vua là nữ. Vậy bạn có biết Lý Chiêu Hoàng hay là Lý Tử Thục không? Đó là Lý Chiêu Hoàng. Bà là vị hoàng đế thứ 9 và cũng là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Lý. Bà lên ngôi trong bối cảnh đất nước rối ren, sau một năm tại vị, bị Điện Tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ sắp xếp nhường ngôi cho chồng bà là Trần Cảnh, tức là vua Trần Nhân Tông mà chúng mình đã tìm hiểu ở câu 4, kết thúc hơn 200 năm cai trị của nhà Lý. Câu 12. Nhắc đến vua thì không thể không nhắc đến hoàng hậu. Theo bạn, vị vua có nhiều hoàng hậu nhất là vua nhà Lý hay là vua nhà Trần? Có nhiều hoàng hậu nhất thuộc triều đại nhà Lý và ông cũng chính là nhà vua sáng lập ra nhà Lý. Bạn có biết đó là Lý Thái Tổ hay là Lý Thường Kiệt không? Vua Lý Thái Tổ có tất cả 9 vị hoàng hậu trong thời gian trị vì từ năm 1009 đến khi qua đời là năm 1028. Trong đó có 6 người lập hoàng hậu vào năm 1010 và 3 người lập vào năm 1016. Thế bạn có biết ông vua nào có nhiều con cái nhất hay không? Hoàng hậu, nhưng ông vua này có rất nhiều phi tần. Trong suốt cuộc đời của vua Minh Mạng có tới 142 người con, trong đó có 78 hoàng tử và 64 công chúa. Câu 15. Trái ngược với vua Minh Mạng, có một vị vua lại chẳng hề có con. Bạn đoán đó là vua Bảo Đại hay là vua Tự Đức? Vua trị vì lâu nhất của nhà Nguyễn tới 36 năm, từ năm 1847 đến năm 1883. Dù có 103 bà vợ, nhưng ông không có một người con ruột nào vì lúc nhỏ đã mắc bệnh đậu mùa, lại đau ốm liên miên nên sức khỏe không được tốt. Vừa rồi là những câu hỏi thú vị về các vị vua thời phong kiến. Bạn có đủ tự tin để tóm tắt lại những gì đã học được sau khi xem video ngày hôm nay hay không? Ngoài ra thì bạn còn biết những bí mật nào về các vị vua thời phong kiến như là ai là vị vua cuối cùng? Hãy để lại bình luận để chúng mình biết các bạn thực sự thông minh và nhanh nhẹn đến mức nào nhé. Video lần tới, bạn còn muốn khám phá về lịch sử của thời đại nào hay quốc gia nào thì đừng quên gợi ý cho chúng mình bằng cách nhấn like video và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới đấy nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!